Bán căn nhà vườn siêu đẹp, siêu chất lượng tại thôn Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, trồng tất cả các loại trái cây, nào là xoài, bưởi, chuối, dừa và tất cả các loại cây kiểng. Ở đây cam, quýt, chuối, ớt, chanh, tắc gì đầy đủ hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Và đất ở đây trồng cây cực kỳ là tốt, tươi tốt luôn. Bây giờ em sẽ ra phía ngoài, quay từ phía ngoài vào trong cho cô chú anh chị mình tiện theo dõi nha. Đường trước đất của mình là đường đan 2m. Hiện tại đang là đường xe máy và cách đường huyện lộ 32, đường nhựa lớn á, là chỉ có 200m thôi. Xung quanh đây thì nhà cửa hiện hữu, sống đông đúc và người ta làm rẫy rất là nhiều. Và ranh của mình á, đã có hàng rào bao hết xung quanh nhà hết rồi. Cái mí ranh mình từ đây, mặt tiền mình á, là được tổng cộng là 18m, sâu vào á, là 75m. Gần một công tư nha cô chú anh chị, 1.336m2 là gần một công tư đất lận. Đã có hàng rào và trụ cột bao xung quanh đất mình hết rồi. Và hướng này mình sẽ ra với lại đường huyện lộ 32 là đường nhựa lớn. Cách thị trấn Tân Hiệp quốc lộ 1A chỉ có 400m thôi. Trên đất có một căn nhà cấp 4, nhà vườn còn khá là mới, phù hợp cho cô chú anh chị mình về đây nghỉ dưỡng và cực kỳ phù hợp cho những cặp vợ chồng trẻ muốn ra riêng. Vì nhà của mình gần với lại khu công nghiệp Tân Hương và gần với lại thị trấn Tân Hiệp, ở đó là đầy đủ tất cả các loại tiện ích luôn, nào là điện máy xanh, bách hóa xanh, thế giới di động, Honda Nam Anh, trung tâm hành chính công, bệnh viện Châu Thành là đều có mặt ở đó cả. Những cái cây kiểng này á, thì chủ có nói với em là mình sẽ thương lượng cây nào để lại, cây nào mang đi nha cô chú anh chị ơi. Nhà của mình á, thì gồm sân trước nè, rồi một phòng khách, hai phòng ngủ, một khu vực bếp, một toilet. Và cái sân sau của mình cực kỳ rộng luôn, có cả hồ cá nữa. Thì chủ đang trồng, chủ đang nuôi cá tra, cá tây tượng. Đất của mình thì có cái đường dây điện 300kV đi giữa đất nha cô chú anh chị. Mà cái đất mình thì nó quá rộng luôn rồi, một công mấy lận, thành ra là cái đường dây điện này nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Đây là cái phòng ngủ của mình, khá là rộng, cỡ cái sân banh gì đó cô chú anh chị, rất là rộng luôn. Rồi bên đây là còn thêm một cái phòng ngủ nhỏ nữa, phù hợp cho cả đại gia đình mình về đây sinh sống nghỉ dưỡng luôn. Thích cây gì thì trồng trọt cây đó, chăn nuôi thoải mái vì cái vuông mình cực kỳ rộng. Và đây là bên tay phải có một cái toilet, rồi khu vực sinh hoạt chung cho cả gia đình và khu vực bếp. Giá của chủ nhà kêu là 1 tỷ 650 triệu, thương lượng nhẹ và bao hết tất cả thuế phí giấy tờ cho mình luôn ạ. Nhà mình thì cách thành phố Mỹ Tho, thành phố Tân An tầm khoảng là 14 km. Cách thành phố Hồ Chí Minh là 60 km. Cô chú anh chị mình về đây là cực kỳ thuận lợi luôn. Mình xuống cao tốc chung lương thành phố Hồ Chí Minh, mình rẽ trái vào là tới nhà của mình. Thì đây là cái ao cá mà em mới nói hồi lúc nãy. Cái ranh của mình thì nó dài xuống dưới cái cây dừa đó luôn cô chú anh chị. Đó, ba cây dừa đó là cái những cây dừa mà chủ trồng để bao quanh đất của mình. Thì đây nè, em có quay luôn cái trụ điện mình có đi ngang qua đất của mình nha cô chú anh chị. Trụ điện không có nằm ở trên đất của mình, chỉ có dây điện là đi ngang thôi. Có đường mương thoát nước, điện nước wifi là đầy đủ cả. Đất và nhà mình là thuộc hướng chánh tây luôn nha cô chú anh chị ơi. Cái hồ này á, cô chú anh chị mình có thể làm nhà sàn, xây ra cho mát. Rồi mình có thể để tổ chức tiệc á, tải khách cực kỳ phù hợp luôn và rất là mát. Phía cuối đất của mình á, thì có kênh công cộng 4m. Thì hệ thống thoát nước tưới tiêu là đầy đủ cả nha cô chú anh chị. Đất của mình thì gần thị trấn Tân Hiệp, thành ra là cực kỳ có giá luôn. Cái thứ nhất là một công đất ở đây tầm khoảng là 1 tỷ rưỡi một công. Đất của mình thì được tới một công tư, cộng luôn một cái căn nhà cấp 4 kiên cố mà chủ kêu chỉ có giá là 1 tỷ 650.
là vì á, là trừ cấn qua cái đường dây điện tí xíu á cô chú anh chị, thành ra là giá 1.650.000 là phù hợp. Và chủ có nói với em là sẽ bớt lọc cho cô chú anh chị nào mình thiện chí mua nhanh thì sẽ được bớt lọc ạ. Trước giờ em đi qua nhà đất nhiều á, mà đây là cái căn nhà vườn đầu tiên mà em cảm thấy là rất là thích, rất là tâm đắc, vì trồng rất là nhiều loại trái cây. Thường là những cái căn nhà vườn khác á, là chỉ có đất thôi chứ trồng trái cây rất là ít, cũng không có đào ao nuôi cá kiểu mà thoải mái dễ chịu như là cái căn nhà này. Cô chú anh chị nào thiện chí muốn đi xem căn nhà vườn thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại em có để trên màn hình là 0854373719. Em sẽ đưa cô chú anh chị mình đi xem nha. Ngoài ra thì tụi em có nhận quay nhà cho cô chú anh chị bán nhanh nhà đất. Cô chú anh chị nào có nhà đất chính chủ cần ra gấp thì cứ điện thoại trực tiếp cho tụi em đến quay video quảng cáo để bán nhanh nhà đất cho mình luôn ạ. Video của em đến đây là hết rồi. Cô chú anh chị mình nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều nhà đẹp và đất rẻ mỗi ngày tại Tiền Giang. Kính chúc cô chú anh chị mình dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài, đón nhận một năm mới đầy hạnh phúc và mua nhiều bất động sản mới ạ.